mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn ngược vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 8252 799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn ngược. Lý do thuận chèn ngược vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn ngược vào, hãy liên hệ số điện thoại 070 8252 799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuyên trường sách và các loại thứ gần nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhàn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Phân Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn ngược vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 8252 799, gặp Thuận để Thuận mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn ngược vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 8252 799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn ngược. Lý do thuận chèn ngược vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 070 8252 799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuyên trường sách và các loại thứ gần nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Phân Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 8252 799, gặp Thuận.